Kim Yến trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt HSN, hệ thống mua sắm Home Shopping Network. Cao Luận xin gửi một lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Việt HSN. Xin chào chị Kim Yến. Dạ, chào Cao Luận. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi rất cảm ơn quý vị trong những chương trình vừa qua. Quý vị đã gọi vào để đặt hàng từ các tiểu bang và Canada. Và cũng cảm ơn quý vị đã gọi vào để tìm hiểu sản phẩm thông tin. Vâng. Khi vừa qua, chương trình của Việt HSN đã giới thiệu quý vị hai sản phẩm, đó là sâm Stanomax dành cho quý ông phục hồi sinh lý một cách tự nhiên và sâm Harmony, tức là hài hòa sinh lý, sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ. Thế thì chúng tôi không ngờ là cái số lượng mà order của sâm Stanomax và sâm Harmony đạt đến kỷ lục. Thì chị Kim Yến. Cảm ơn quý vị. Vâng. Thế thì nhưng mà có một điều là số lượng order về sâm Stanomax chiến thắng nhiều hơn là sâm Harmony dành cho quý vị. Chưa chắc đâu Luận, tại vì khi mà quý vị gọi vào để mà mua sâm Harmony thì cũng chiếm một con số khá đáng kể đó Luận. Dạ vâng. Và chắc là quý vị phụ nữ đó cũng đã order cho quý ông sâm Stanomax. Chắc chắn vậy. Chị cũng biết là ở bên Mỹ này thì người phụ nữ lúc nào cũng là người chủ quyền trong vấn đề gia đình và lo sức khỏe cho người đàn ông, người chồng của mình, thì điều đó rất là tự nhiên. Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị xem chương trình Việt HSN, hệ thống mua sắm Home Shopping Network, thì hôm nay một lần nữa sản phẩm Stanomax được giới thiệu đến với quý khán giả. Chỉ có 34 đồng 99 sen một chai 60 viên cộng thêm tiền cước phí vận chuyển, thì chúng tôi sẽ gửi ngay đến tận nhà cho quý vị. Chị Kim Yến có thể nói thêm về sâm Stanomax, nó có cái chất lượng gì trong sâm Stanomax? Kính thưa quý vị, sâm Stanomax là một sản phẩm thực phẩm chức năng được chế biến, chiết xuất từ những tinh chất dược thảo rất là quý hiếm như Eurycoma longifolia, tìm được từ Mã Lai và đảo Borneo của Indonesia. Đây là cái chất mà nó tăng cường cái năng lực. Ngoài ra cũng thêm cái tinh chất rất quý hiếm và tìm được tại Peru, đó là chất maca. Và chính ra đài CNN cũng đã cử phóng viên đặc biệt đến Peru để mà tường thuật về cái chương trình cái tinh chất maca này đó Luận. Rồi cộng thêm những cái tinh chất khác như là bạch hóa, đông trùng hạ thảo và kết hợp các khoáng chất khác như là chất gen, tức là chất kẽm. Sâm Stanomax được thực hiện bởi công ty AQ Pharmaceutical ngay tại Hoa Kỳ và là một cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận của FDA. Và việc HSN chúng tôi rất là hài lòng với sự cộng tác của công ty AQ Pharmaceutical vì chất lượng, và trước khi sản phẩm Stanomax được ra đời thì họ đã thử nghiệm rất kỹ càng. Và hiện nay sâm Stanomax rất bán thịnh hành ở bên châu Á. Và lần đầu tiên thì việc HSN được độc quyền phân phối sâm Stanomax ngay tại toàn Hoa Kỳ và ngay cả Canada nữa. Dạ, bây giờ thì Cao Luận có thể nói với quý khán giả là triệu chứng của quý ông khi mà trong cái tuổi mà mình bị giảm kích thích tố nam thì nó như thế nào? Rồi Kim Yến sẽ trình bày cùng với quý vị cái công dụng của Stanomax ra sao? Dạ. Thì thưa quý vị, khi mà chất kích thích nam của người quý ông bị giảm xuống, tức là chất testosterone, thì nó tạo ra nhiều cái vấn đề lắm. Thứ nhất là nó làm cho mình cảm thấy mình không ham muốn trong cái cuộc sống về vấn đề là tình dục chăn gối. Điều thứ hai nữa là từ đó nó làm cho toàn thể cơ thể của mình, nhất là ngay trí óc của mình, nó cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Và từ đó mình sẽ có những cái triệu chứng khác như cơ thể dạ dày và đến ngay cả về bộ phận tim. Bởi vậy cho nên công dụng của Stanomax, thứ nhất, nó sẽ giúp cho quý ông cải thiện được sự ham muốn về tình dục. Rồi nó hỗ trợ thêm những cái dưỡng chất mà làm cho cơ thể mình thấy khỏe mạnh hơn. Thí dụ chẳng hạn như lúc trước khi mà quý vị chưa dùng Stanomax thì quý vị sẽ thấy thường xuyên mỗi ngày là mệt mỏi, uể oải. Nhưng chắc chắn sâm Stanomax sẽ đem đến cái năng lực cho quý vị để quý vị thấy yêu đời hơn, thấy cái là mình khỏe mạnh hơn và chắc chắn là cải thiện được cái vấn đề tình dục trong cái việc chăn gối để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuần vừa qua thì cái chương trình vừa qua thì mình nói là cải thiện về vấn đề ham muốn trong chăn gối. Nhưng mà ngày hôm nay thấy chị Kim Yến rất là mạnh bạo trong vấn đề mình sử dụng ngôn ngữ chính là tình dục, rất là đúng. Tại vì bạn bè của Cao Luận có gọi đến và họ nói, nhất là quý vị phụ nữ nha, nói là anh Cao Luận anh nói về vấn đề chăn gối thì ông xá nhà mình họ không hiểu đó, chăn gối là như thế nào, anh cứ nói thẳng về vấn đề y khoa đi, nếu mà là tình dục thì cứ nói về tình dục, nó không có sao cả. Đúng rồi, thứ nhất là cái vấn đề đó là một trong những, có thể nói là bao nhiêu ngàn năm đã cho tới bây giờ, báo chí Mỹ hay là báo chí Việt Nam, cái vấn đề mà tình dục
chuyện chăn gối giữa hai người vẫn là một cái đề tài chính trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì cũng là đề tài chính, thì nên ngày hôm nay chị thấy cao lượng mặc áo đỏ để mà tăng cường cái sự hùng hồn. Đấy là đầy năng lượng đó phải không? Tăng cường cái sự hùng hồn để mà mình nói về đề tài này. Dạ. Thưa quý vị, thường thì người đàn ông khi nói về đề tài mà yếu đuối về cơ thể của người đàn ông á thì họ không thích thế nào cả. Ngay bản thân cao lượng cũng không để ý về đề tài này lắm, nhưng mà từ ngày mà mình tìm hiểu về cái sâm Stanomax này đó thì nó đem đến cho mình một cái kiến thức rất là lớn, là mình hiểu thêm là cái cơ thể của mình tới một cái tuổi nào đó nó sẽ tự nhiên thôi, nó là tự nhiên thì nó sẽ giảm mất dần. Thế thì mình phải biết cách để mà duy trì nó lại. Nhưng mà vấn đề chính là gì? Tự nhiên. Dạ. Chứ ngày nay thì nó có nhiều cái thuốc ở phía ngoài nó có thể nói là không có tốt cho mình. Dạ. Và đây là sâm mát thì nó bảo vệ cho cả toàn diện cái sức khỏe của mình. Dạ. Và chắc chắn một điều mà sâm Stanomax là sẽ giữ cái phần hỗ trợ sinh sản cho cái chất testosterone, trong là chất kích thích tố nam trong người của quý ông. Dạ. Dạ. Thì bây giờ chị Kim Yến có thể nói thêm về cái chương trình về giá cả. Dạ. Một lần nữa, chỉ có 34 đồng 99 cent cho một chai 60 viên, nếu cộng thêm tiền cước phí vận chuyển. Nếu quý vị nào mua 3 chai, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị thêm một chai sụn cá mập 100 viên. Và sụn cá mập là có tính chất hỗ trợ để bổ xương cho những quý vị nào bị khớp xương hoặc là viêm khớp xương. Và một lần nữa, khi quý vị gọi vào với chúng tôi, hãy gọi ngay 714-622-5353 hoặc ghé vào website www.viethsn.com. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh để giới thiệu quý vị là sâm Stanomax sẽ được giới thiệu vào cộng đồng người Korea và cũng như là cộng đồng người Mế ở ngay tại nước Mỹ này. Và chúng tôi sẽ cộng tác với nhiều chương trình khác, mua sắm của nhiều dân khác nhau. Thì thưa quý vị, trước khi kết thúc về cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị như thế này. Tình yêu thì họ nói ví như một cái ly thủy tinh, khi mà mình làm rớt xuống thì nó sẽ bị tan vỡ, không có cách nào hàn gắn lại được hết. Thế nhưng mà còn sức khỏe thì sao? Sức khỏe người ta nói giống như là một cái quả banh bằng sắt, khi mà chúng ta làm rớt xuống thì nó rất là khó nâng lại được lắm, rất là khó. Thì nếu quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là sức khỏe là quan trọng trên hết, thì ngoài vấn đề tập thể thao, dinh dưỡng, cách ăn uống và sử dụng sâm Stanomax, hãy gọi ngay 714-622-5353. Chúng tôi bảo đảm quý vị là quý vị sẽ có một cuộc sống yêu đời và mang lại hạnh phúc cho người phối ngẫu của quý vị. Yêu đời và hạnh phúc, nó sẽ mang lại cho quý vị thành công toàn diện cho năm nay. Nó không phải là năm rồng mà quý vị thành công, nhưng mà là đó là do quý vị là người chủ động biết mang lại cái sức khỏe đến cho mình, và từ đó mọi việc tốt đẹp sẽ đến quý vị trong năm nay. Chúng tôi xin chào quý vị ngày hôm nay. Trân trọng kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.